Hai chào anh em vào chị ở lương mình từ lũy chỉ 8 giúp các trẻ bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là vòng quay thứ nhất, vòng quay ngày thứ nhất của event quay mèo cũng như là võ sĩ mới Conit 02 UM đã kết thúc. Rất nhiều người chơi không chỉ riêng ở server 83 này mà các server khác cũng đã có Conit về trong team và có sự trải nghiệm. Mình nhận thấy rằng Conit trải dài suốt từ các top server cao nhất cho đến cả những người chơi top thấp hơn. Tần suất của nó thì trải dài diện rộng nhưng mà theo mình thấy là không dày đặc bằng việc chít hỏa. Chít hỏa nghe chừng vẫn là võ sĩ có nhiều tiếng tăm và chỗ đứng cao hơn. À, này là một video bạn ạ, không phải vì phụ hụt mèo đâu các bạn nhé. Bạn ý bạn ạ, mình cũng chả biết lý do vì sao đó, chắc là bận đấy. Hiện nay thì chưa quay mèo và muốn dành cái mốc quay mèo cuối cùng này cho bạn nào, à mốc mèo này cho bạn nào mua ạ. Hiện nay à, chưa quay bất kỳ mốc nào cả và với 51 cái kim cương này thì chắc chắn là full mèo được. Thế nên là các bạn nào mua ạc thì cũng không phải lo lắng về cái việc là lỗi lầm hay là gì gì khác mà bị gọi là hố đâu. Chẳng qua bạn ấy bận hay là vì lý do gì đó bạn ấy không chơi được, bạn ấy bán thôi, bị lỗ mấy trăm nghìn tiền phí giao dịch đấy, vì vì gọi là phí mua ạc ấy, thì tự nhiên thì mua xong bán đi đấy, giá thì cũng gần như là không có thay đổi gì cả các bạn ạ. Mình nghĩ là một trong những lý do có thể khiến cho bạn ấy bán đó là đau đầu quá. Đội hình hiện nay đang một đội hình có thể gọi là rất hoàn chỉnh ở tất cả các vị trí. Mình thấy rằng Gonit không thể thay thế được bất kỳ vị trí nào cả, ai cũng có vai trò của riêng nó. Kulabang nói gì thì nói vẫn là vị trí khắc chế chủ lực của phe địch tốt nhất. Sekidemon hay là sắp tới là Gonit hay Chít Hỏa không dám bung phun sức mạnh mà phải để một con chim mồi khác nhận cái lượng chỉ số công cao hơn. Một phần lớn chính là do Kulabang, việc có Kulabang làm cho đối phương dè dặt hơn rất nhiều, khó mà thay thế được. Các vị trí còn lại ví dụ như có lẽ ca phẩy là nếu như thay thì đáng phải thay, nhưng cả hai con võ sĩ sát thương tốt nhất hiện nay là Sekiremon và Chít Hỏa đều được hưởng lợi búp từ ca phẩy, thế nên thay nó đi ngay bây giờ cũng không cam tâm cho lắm đúng không? Nếu mình nghĩ bạn nào mua ạc thì hiện nay sẽ phải chịu đối mặt sự cạnh tranh với bạn Ping ở server số 83 này, hay hai người này sẽ tranh nhau vị trí số 1 số 2. Đội hình của đối phương thì không thua kém về phe ta về mặt lực chiến đâu, chẳng qua họ không nâng hai con lên thôi. Đấy, nên là nhìn thì có vẻ yếu hơn chứ thực ra lực chiến là ngang nhau. Họ thậm chí còn hơn phe ta lợi thế về mặt uy lực, cho nên là top 1, top 2 là tranh nhau các bạn nhé. Các người chơi khác thì gần như là không có cửa. Chút nữa thì mình sẽ đánh nhau với con Gonit mạnh nhất ở server 83 với 6,8 triệu lực chiến, cũng rất ghê luôn, của bạn Orgrim Siêu Giai S84. Không biết người chơi Việt Nam hay người chơi nước ngoài. Nhưng trước đó thì chúng ta hãy cùng lướt thật nhanh qua toàn bộ tổng quan các võ sĩ các bạn nhé. Hiện nay đang là top 1 về mặt thực chiến và tranh nhau có thể gọi luôn là top 1 và đấu trường. Đấy. Thế nên là đồ của nó gần như là ưu tú nhất rồi. Đấy, các bạn sẽ không thể kiếm được một ạc khó có thể kiếm được một ạc nào tốt hơn ạc này đấy, trong cùng server. Đấy. Mức VIP hiện nay đang là mức VIP 13. Theo mình đánh giá cũng server đấy theo mình đánh giá cũng là khá nông dân. Đấy, bởi VIP 13 không phải là một chỉ số cao của các server khác. Chúng ta có lục môn chít hỏa là quan trọng nhất, kế tới là thất môn của Sekidemon, Maxima mới chỉ có tứ môn thôi, ca phẩy, Kulabang đều đã ở trạng thái lục môn. Về hồ được lam chắc chắn là sở hữu môn lực xoáy kiều, kết hợp thêm với Storm 5 sao, Flame 3 sao. Trong đội hình có nhiều võ sĩ lửa, hiện nay có 3 con mà không dùng một lực Flame thì quá là phí. Cũng giống như đội hình nào team siêu nữ có 4 con võ sĩ nữ trở lên mà không dùng một lực Code S thì thật sự cũng rất là phí đúng không các bạn? Mình check tiếp tục trong phần túi đồ các bạn nhé. Online thì các bạn có cơ hội đánh top 1, top 2 chứ còn đâu các bạn không online thì sẽ không online thì bị đánh xuống top 2 nhé. Vì top 1 mình để ý không còn quá chắc chân đâu, nó có tỷ lệ thôi. Rồi đây là thêm một hiệu ứng sách tự chọn nữa. Chủ yếu check mảnh vạn năng thôi. À, 78 vé Vectobat và 783 mảnh vạn năng. Nhìn chung mảnh vạn năng khá thoải mái. Top của các bạn, top server thì không thiếu đâu. À, chúng ta đấm nhau với bạn Conit các bạn nhé. Thật ra test Conit ở phần phiên bản chưa hồn vũ khí này thì nó không thường mấy đâu. Nói thật với các bạn là nhiều người lấy Conit về nhưng mà thậm chí còn chưa đưa vào đội hình. Điều này mình cho rằng là chiến chuẩn xác và dễ hiểu. Khi chưa có hồn vũ khí nó sẽ không có những cái skill đặc biệt của riêng nó làm nên tên tuổi của nó. Thay vào đó nó dễ trở thành điểm yếu để đối phương khai thác vào. Nào, chúng ta cùng xem Gonit đối phương nhà các bạn nhá. Rồi, đội bạn đã nhanh chóng đưa Gonit trở thành vị trí có chỉ số
công cao nhất. Và như các bạn thấy, Coulomb nó không bao giờ tha cái ai cả, à, không bao giờ tha những con như thế cả. Và hiệu ứng của Coulomb hiện tại, bây giờ, à, quá khứ, trước đây, hiện tại, bây giờ và tương lai mai sau đều sẽ không ai giải được cái hiệu ứng băng này của Coulomb cả. Thế nên là mình thấy rằng việc đưa Coulomb từ vị trí chủ đạo trên sân đưa vào viện trợ sẽ là sự lựa chọn của khá nhiều người. Lại rồi, chúng ta có 21,6 triệu sát thương mà sao là nhiều thế. Đây là ở server 83 các bạn ạ, có thể gọi là một server khá mới. Thành ra là 21 triệu sát thương là một chỉ số sát thương khổng lồ luôn, hút đến tầm lửa bình máu của đối phương. Người đời cứ nói ai. Hai bên chỉ số lực chiến là xem nhau, à, sự khác biệt của hai bên có lẽ tới từ vị trí chít hỏa, còn đâu nhìn là na ná nhau. Đối phương có điêu trên cẩu với bài phản đan, đấy rõ ràng là một võ sĩ cũ và rẻ tiền. Còn lại đối phương có sự khác biệt lớn nhất đó là chít hỏa và gì nhỉ, con kia là con Conis đúng không các bạn, quên. Conis rõ ràng là ngôi sao sáng nhất trên sân, nhưng thật ra nó chưa tỏa sáng được, nó chỉ là gọi là có lẽ là anh sao băng thôi, chứ còn đâu phải như chít hỏa mới là mặt trời nó rực rỡ. Hai mươi hai triệu sát thương của Saiki và tất nhiên là Gonit chuồn luôn. Và sắp tới sẽ lại là còn chít hỏa nữa. Đây mới là lượt số 3, là lượt nổ rune nhưng mà đối phương vẫn còn khiên meta. Thế nhưng các bạn đều biết là lượt nổ rune nó hoàn toàn có thể vượt đứt cả khiên meta luôn. 26 triệu sát thương và bay sạch hàng sau rồi các bạn ạ. Các võ sĩ Damawe thì nó nguy hiểm ở chỗ đấy. Vị trí đứng ở đâu thì cũng không trốn được. Rồi như vậy là chỉ còn mình Conis còn sống thôi. Đây là tuyệt kỹ của Conis. Lượng sát thương mình cho rằng là yếu. Nếu như mà đã có hồn vũ khí thì khả năng rất cao Hotaru sẽ bị hiệu ứng cấm chiêu, nghĩa là không phản kích lại được. Và Conis sẽ tung tuyệt kỹ thêm lần nữa. Tê bị ghê. Ngay chiêu hồn vũ khí thì chỉ có đứng nhìn thôi. Tỷ lệ cấm chiêu rất nhỏ và không bao giờ có chuyện là tuyệt kỹ lần thứ hai. Mình đang không nói đến hụt đường bão tố. Chiến thắng gần như là chắc chắn dành cho Feta rồi. Một mình Hotaru phản kích là chưa đạt yêu cầu. Đối phương có cả viện trợ ở Athena luôn. Đấy là con viện trợ ngon. Nhưng đứng trên sân thì nó mới gọi là tham chiến ngon, chứ không phải viện trợ ngon. Mình ấy, nó tham chiến mới là ngon. Rồi, ca phẩy bên Feta bị phản kích chết luôn. Các bạn này có thể nhìn thấy rằng Conis nó có nhiều lần miễn trí tử và nhiều lần biến hình, nhưng nó không có giới hạn sát thương, thứ mà chít hỏa lại sở hữu. Sát thương đến đâu trong nữa chít hỏa cũng chỉ nhận vào 22%. Điều này giúp chít hỏa sống lâu hơn rất nhiều so với có thể gọi là đứng trên sân lâu hơn so với Conis. Có đâu sống sót nhau thì có lại tùy thuộc. Đấy. Nếu như mà gặp một đội hình nó công quá mạnh ấy, thì trốn đi thì lại ngon hơn. Chứ các bạn để ý chít hỏa giới hạn mãi cũng phải chết chứ, đúng không? Mỗi con là một cái hay. Nên là xét ở mặt bằng thì mình thấy rằng Conis nếu như lục môn thì vẫn có cái sự nhỉnh hơn so với chít hỏa về mặt chống chịu. Còn đâu thì nó còn tùy thuộc vào các bạn đối đầu với ai và các bạn bài trí cho nó như thế nào đó. Rồi 27 triệu thương Sekiremon hàng trước mà khỏe vãi linh hồn luôn. Rồi, một trận chiến thắng gần như rất rõ ràng về Feta rồi. Conis nhây rất nhây.
Để giết được con nít là rất khó, nó còn hồi sinh nữa các bạn này. Và sau khi hồi sinh thì số lần biến hình của nó sẽ được làm lại từ đầu nhá. Lại ẩn thân thêm hai lần nữa. Mệt mỏi đúng không? Thì giết được nó rất là khó. Còn chít hỏa sau lần hồi sinh thì là thôi. Có khiên thì còn sống được lâu một tí, còn không thì là thôi. Chờ chết luôn. Ở Rio Thiên Cầu các bạn để ý rằng không còn cái khả năng phản sát thương đáng sợ như hồi xưa nữa. Rồi. Bắt lạt thằng thằng viện trợ à. Riêng cậu sống nhây phết nhỉ. Lửa đốt nó cứ vù phù thế mà sống đến lượt số 5 mình cho rằng là hơi bị ghê gớm đấy. Rồi, đây sẽ là một pha sát thương siêu mạnh của Chi Hỏa. Chắc chắn là như vậy. Kết hợp thêm với Cu Đa Băng, trói cho đối phương không tài nào phản kích lại được. Thế thì đảm bảo lượng sát thương của Chi Hỏa sẽ là dồi dào luôn. 4 người và lượng sát thương lên tới 32 triệu. Các bạn nhìn thấy trắng máu, chết sạch chiến tranh. Ác thật. À có hồn vũ khí nó mới gọi là reset lại số lần biến các bạn ạ. Hãy nhìn chung là không hồn vũ khí không chơi được đâu. Rồi chiến thắng quá rõ rệt rồi. Kulabang vẫn thể hiện vai trò thay đi thật sự là tiếc. Nhưng mình tin rằng bạn ở game Shia này thì chắc chắn là sẽ có cái sự thay đổi thứ tự cũng như là tạo được dấu ấn trong thời gian tới khi mà cô nít nó đã khó hồn vũ khí trong tay. Thì bây giờ chưa có hồn vũ khí thì cứ tạm chấp nhận an hành đã, ai cũng như vậy cả thôi, chứ chẳng riêng gì trong cái số top người này cả. Chưa có đồ thì các bạn muốn lắp nó đi cùng với ai thì cũng yếu cả thôi, không có năng lực thì ai nâng đỡ lên thì cũng toang thôi. Toàn bộ thông tin mình đã trích xong ra, bao gồm toàn bộ mọi chi phí ở đâu nhỉ, các bạn chờ một xíu nhá. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 2,8 triệu. Bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé.